Hello anh em, thì xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Ok, thì trong mấy ngày gần đây cập nhật phiên bản OB20 thì cái đảo sa mạc nó khá là hot luôn. Và đây, hôm nay thì chúng ta có một cái trận game trên đảo sa mạc. Hiện tại thì mình đang dùng cái combo súng, đó là chúng ta có UMP này, với lại thì thêm M60 nữa. Ủa ấy, không phải hả? Sao đấy hả? Về vấn đề đó là cái đảo sa mạc này hiện tại thì chỉ cho phép anh em chơi trong chế độ đấu thường ấy. Thế nên là thi thoảng chơi game gặp toàn mấy con boss. Nhưng mà quan trọng thì hôm nay thì Kẹo có mặt tại đây để chúng ta sẽ cùng đi tìm những cái vật phẩm mới. Ví dụ như là ống cứu thương thì mình thấy là hiệu quả nó không cao. Hôm nay trong video này thì Kẹo sẽ xem như nào, kiếm lấy một cái ván lướt điện luôn để test xem là nó có ngon hay không. À mà anh em ơi, các bạn xem video thì nhờ các bạn là nhấn nút like cũng như là chia sẻ video giúp mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi nha, thì đây nó là một cái ván lướt điện. Anh em có thể là nhìn rõ nó ạ. Ván lướt này hay còn gọi là ván lướt bỏ túi, tức là nó sẽ luôn đi theo anh em luôn. Và nó không có hạn sử dụng, anh em dùng thoải mái. Có một điều đó là Kẹo sử dụng cái ván lướt này thì anh em ơi, mới đầu thì các bạn lướt vào nó sẽ chưa quen. Ủa ơi, Thì ra mày lựa chọn cái chết à? Ok anh em, như vậy thì hai kill khá là đơn giản. Cơ bản thì chơi game trong đấu thường này toàn boss thôi. Nhưng mà có cái ván lướt mới. Ván lướt này thì hiện tại anh em vào rank chơi nó không có. Rồi nha, cũng như là đảo sa mạc nữa thì chắc là khoảng thêm một thời gian nữa mới được chính thức đưa vào đấu rank thôi. Ui, anh em thấy không ạ? Tức là cái ván lướt này của chúng ta đây, nó khá là khó xài. Riêng Kẹo thì Kẹo thấy là cái ván lướt này khó xài quá anh em ạ. Tức là lúc mà các bạn dùng ván lướt thì anh em nhìn xung quanh nó khá là khó. Có một vài động tác anh em có thể là nhảy và bật cái phản lực lên thì rất là phê. Bạn nào mà chưa trải nghiệm cái ván lướt thì các bạn có thể là vào trong đấu thường trên đảo quân sự, hay là anh em chơi trong cái bản đồ đảo sa mạc thì cũng có luôn. Ok, lúc này thì Kẹo đang sở hữu combo súng đó là MP40 với lại Adup. Đấy anh em thấy không ạ? Tức là thi thoảng nó hơi giật lag một tí, kiểu như là mấy cái động tác này nó chưa mượt lắm. Nhưng mà cái ván lướt có thể nhảy lên thì khá là phê. Lâu lâu bị mắc kẹt, đậu xanh mình chơi ngáo vãi luôn. Rồi nha anh em. Ui, phải nói là lướt rất phê, rất đã. Nhưng mà cái cách để anh em điều khiển cái ván này nó hơi khó. Chắc là đây là lần đầu tiên mình điều khiển nó nên là hơi khó. Có một cái nhược điểm là các bạn sẽ không thể bắn khi mà anh em sử dụng cái ván lướt. Ủa ấy, làm sao đấy hả? Đó, các bạn chỉ cần là tắt ván lướt đi và đậu xanh này, lại thêm một con boss nữa. Chơi game gì tầm này? Cơ bản thì đảo sa mạc tầm này thì toàn là boss thôi. Tôi thì tôi vào trong game chủ yếu tôi review cho anh em xem đồ mới, xem là những cái cách sử dụng. Bởi vì là nếu như mà những cái đồ này nó ok thì sớm muộn cũng sẽ được đưa vào đấu rank. Một điều nữa anh em hỏi mình đó là có code Free Fire tháng mới chưa? Hiện tại thì chưa có đâu anh em. Sau tháng mới thì sẽ có code để tặng cho anh em. Vì thế nên là các bạn nhớ đăng ký kênh cũng như là anh em nhấn chuông để nhận thông báo khi mà Kẹo đăng video mới nhất nhá. Thi thoảng thì mình sẽ phát một số những cái code ở trong những cái video. Đây, ten ten. Và anh em thấy không ạ? Ngoại trừ là mới đầu thì Kẹo chưa quen lắm. Thật sự là cái ván lướt này thì nó điều khiển hơi khó và các bạn không thể sử dụng ở trong nhà được. Cũng như là sẽ có một số những cái khuyết điểm. Chắc là nhà phát hành thì cũng đang chờ phản hồi từ anh em thôi. Này, lại thêm một con boss vỡ đầu. Khổ lắm cơ anh em. Đấu thường mà lại. Đơn giản thì đảo sa mạc đã cập nhật đấu rank đâu. Rồi nha mọi người. Ok, như vậy thì chúng ta có được 5 kill. 5 kill toàn boss không tính tiền gì đâu. Đây, anh em thấy không ạ? Ui, nhảy lên trông đã mắt vãi trường. Và thật sự là cái ván lướt này trông nó phê thật sự luôn. Rồi nha, chắc là mình ăn cái nâng giáp xíu. Ok luôn, lên được quả giáp trắng thì khá là pro nhở. Ơ thôi sau này, hỏng, lại mắc kẹt hơi khó. Cái này thì mình nghĩ là các bạn sẽ mất một cái quãng thời gian để anh em có thể là làm quen với cái ván lướt điện. Thật sự là mình thấy nó khó xài. À, được rồi. Nhân tiện là ở đây có một cái con sông, vì thế nên là mình đã nghĩ ra một ý tưởng là chúng ta hãy thử như này. Tức là mình sẽ thử dùng cái ván lướt này, mình bay qua sông luôn, như kiểu là dùng khinh công anh em ạ. Này này,
Ui, ngon luôn. Bay qua sông dễ dàng anh em ạ. Được, khá là hay. Ủa, có người kìa. Vãi, đã bị hạ luôn. Thằng này chắc là nó treo máy rồi. Mất mạng chẳng hạn này. Thử lại anh em ơi. Nào, lên. Rồi nha, ngon lành. Nhưng mà chân vẫn bị dính một xíu nước. Chắc là nãy mình bay hơi chéo. Cố gắng bay thẳng là ok. Ủa, thế này chơi gì? Mất đà, mất đà. Thực ra thì anh em cũng phải lấy đà nữa thì bay nó sẽ được xa hơn. Đây ok, tầm này thì thử lại thôi. Nào anh em chuẩn bị nào. Ủa, let's go. Trời ơi, qua sông đơn giản. Quá hay anh em ạ. Được, được của nó. Đây anh em chờ kẹo xíu này. Ủa, có người. Vãi hàng, à không. Lại thêm một con boss anh em ơi. Có phải người đâu. Thể. Không biết là bao giờ thì đảo sa mạc mới được đưa vào đấu rank để chơi với người. Ui lỗi. Lỗi. Chân lội nước lại ướt hết cả chân bây giờ. Đây thử lại anh em mới mất đà. Sorry anh em nhá. Lại nhá. Nào, let's go. Đấy. Ngon lành. À, anh em ơi, chúng ta có thể là bay xa hơn nữa. Ví dụ như là đây, thử lại nào. Chuẩn bị. Let's go anh em. Nào. Ui. Lỗi thế. Cơ bản thì mất đà. Sorry mọi người. Hơi lỗi. Đấy, thử lại nhá. Chúng ta chuẩn bị lên đường nào. Lên đường. Ui, ngon luôn. Ván vẫn nằm ở chân này. Tuyệt vời anh em ạ. Đấy. Anh em sẽ phải luyện tập nhiều thì cái kỹ năng khinh công của anh em mới tiến bộ được. Giống như kiểu là mấy đại sư thiếu lâm thì có mà người ta luyện tập cả mấy chục năm. Đây tôi mới luyện tập có mấy phút làm sao mà ngon được. Nào, let's go. Ui dồi ôi. Cứ phải gọi là ok anh em ạ, ok con dê luôn. Ây mất đà. Nhưng mà thực sự là cái trò này khá là phê. Để xem kẹo rủ đồng đội nhỉ. Tức là chúng ta sẽ rủ đồng đội chơi cái trò khinh công này luôn. Theo team squad thì phải gọi là vô đối anh em nhỉ. Được. Hay đó mọi người. Ok nha. Ván lướt này điều khiển khó quá anh em. Ủa vãi. Thế nào bắn mình vậy? Con bot nào bắn mình đây? Anh em ơi, chờ kẹo xíu nhá. Đậu xanh. Chưa thấy nó đâu nhở. Vai hả? Thằng nào vừa cắn trộm đây? À đây à, đây à. Thì ra là con bot cắn trộm này. Láo nháo pháo ăn xe với anh à. Đây anh em ơi. Tầm này thì chỉ còn lại có 4 người trận thôi. Đó. Và kẹo thì cũng đã khá là quen thuộc với cái ván lướt điện rồi anh em ơi. Nói chung là cũng quen hơn cái lúc mới chơi. Và bây giờ thì mình có thể là thoải mái di chuyển. Đó. Vừa lướt vừa nhảy nó ok vô tư và đỡ bị mắc hơn hơn lúc nãy nhở. Lúc nãy mình lướt ván gà vãi. Cơ bản thì đã chơi lướt ván bao giờ đâu. Và đây cũng là lần đầu tiên thì cái ván lướt điện xuất hiện trong game Free Fire. Mình thấy là khá là hay đấy. Khá là thú vị luôn. Anh em nào không nhanh tay vào game trải nghiệm thì đúng là phí cuộc đời. Đó. Lướt ván rất là phê luôn. Rồi nha, đây lận lờ kiếm người thôi. Sương sương kiếm người solo nào. Rồi nha. Đấy anh em thấy không ạ? Nhảy phê vãi. Ui, cái nóc nhà nó hơi cao, nhảy hơi khó. Pha đấy thật sự là hơi khó thật. Nếu mà mấy cái vật cản thấp thì anh em nhảy vô tư. Ui. Gì đấy? Mắc kẹt anh em ạ. Khi mà mắc kẹt thì các bạn có thể là tắt ván và anh em mở lại. Đơn giản thôi mà. Let's go. Trong cái UAV này thì chỉ có một đứa thôi. Rồi đây, chúng ta lên trên. Xem vả nó luôn nhở. Đâu rồi? Anh em ơi. Anh em thấy thằng đó chưa nhở? À, bắn nổ UAV cả. Ghê gớm đấy. Anh lại sợ chúng quá cơ. Ủa ơi. Ơ, cái này hình như là nó vẫn đang cao à? Mình nghĩ là cao tầm này anh em nhảy ok chứ nhở? Ô vãi hàng. Không nhảy được. Lỗi anh em ơi. Đây, thế thì mình nhảy bên này. Nhảy nào. Ủa ơi. Không được anh em ơi. Đây mình sẽ thử lại đây. Lấy đà đàng hoàng luôn. Rồi nha, đây anh em. Chuẩn bị, let's go nào. Nhảy thôi anh em. Ui. Đấy. Chạy còn chạy lệch nữa thì nhảy đi đâu. Thôi hỏng. Đây tôi sẽ thử lại. Vào trong game chủ yếu là vui đùa là chính chứ còn là quan trọng gì top 1 nhở. À đủ. Và ai thật. Đây, thôi chắc nghỉ vụ đấy anh em. Lên trên này thì anh em bật được ván lướt nhưng mà anh em không trèo lên được. Vãi hàng. Không trèo lên được luôn này.
Rồi ok anh em. Chịu chết luôn. Đây rồi, tầm này thì ván đấu của chúng ta còn lại có 2 người chơi nhá. Mình sẽ thử là mình bay lên đây xem. Xem là anh em có xài được cái ván lướt không nhở. Đây, bay qua chỗ này nhá. À, nhấn lộn. Nhấn lộn anh em mới thử lại nào. Đây, bay qua đây. Và bo cái nào. Vai, hình như là chỗ đó vướng không bay được. Đây đây, thế thì bay qua phía này. Ôi thôi xong rồi, ngu rồi. Bo đang thu lại mình ngu vai anh em. Bay ra ngoài này sao chạy vào. Ủa ơi, đậu xanh. Đậu xanh AL Time rồi. Tầm này thì phải nói là bo thu căng vãi luôn mà mình ra ngoài này. Thôi xong anh em. Và khi mà lướt ván thì anh em hoàn toàn là không sử dụng được túi máu. Ủa ơi, điều khiển nó hơi khó anh em thông cảm tôi tí đây. Của túi máu đã. Thôi sạch triệu alok đã. Rồi let's go anh em ơi. Nhanh chóng chuẩn bị vào bo thôi. Thôi xong. Lại mắc kẹt cây dừa. Ôi thôi quả này toang rồi. Ây một tí nữa thôi. Thôi sao, bye bye anh em.